Bài tập số 14. Sau khi em kẹo bảng xong thì các em thực hiện câu 1. Câu 1 là điền vào cái cột chức vụ, biết mã chức vụ là hai cái tự đầu của mã số, và dò tìm ở trong cái bảng bảng chức vụ. Tức là khi mà mình cắt hai cái tự đầu trong cột mã số này, ví dụ như là GV, HT ha. Đầu tiên là các em cắt hai cái tự đầu trong mã số á, là dùng cái cắt bên trái á, là các em dùng cái hàm left cho thầy. Left ha. Cắt hai ký tự. Rồi, các em copy nó xuống. Thì mình cần tìm cái tên chức vụ, tức là nếu ở đây là GV thì tương ứng với GV nó là giáo viên, tương ứng với HT thì tìm kiếm trong HT nó là hiệu trưởng, tương ứng với HB thì nó là hiệu phó. Thì vấn đề là mình tìm kiếm dữ liệu này nè, tìm kiếm hai cái tự đầu với dữ liệu này nè, mình tìm kiếm trong cái bảng phía dưới và tìm kiếm theo dạng là cột, tìm kiếm theo dạng cột ha. Thì cái bảng mà mình quét á, thì đầu tiên là ký tự mình cần so sánh á, là mình phải so sánh với cái cột mình quét đầu tiên. Ví dụ như GV thì phải ô GV vô đầu tiên. Rồi, thầy hướng dẫn thì chúng ta để mà chúng ta thực hiện mà tìm kiếm theo cột á, thì các em sử dụng cái thầy là hàm VLOOKUP. VLOOKUP. Rồi, ký tự cần tìm kiếm là cái chuỗi cần tìm kiếm á, giá trị cần tìm kiếm của mình là hai cái tự đầu tiên của mã số. Thì sau khi mình tìm hai cái tự đầu tiên của mã số này nè, mình mới so sánh ở trong cái bảng phía dưới. Thì mình cắt hai cái tự đầu tiên mình phải so sánh do nó cái cột mà cần so sánh lo nằm ở số 1. Thì khi đó các em phải quét khối cho thầy từ A13 cho đến B15. Các em phải cố định địa chỉ nó lại, các em nhắn cho thầy là F4. Là mình cố định cái địa chỉ đó lại để mình tìm kiếm, nó sẽ không bị chạy cái địa chỉ đó. Địa chỉ này gọi là địa chỉ tuyệt đối ha. Phải sao mình lấy hai cái tự mình tìm kiếm trong cái bảng, thì bây giờ mình muốn lấy mã hay lấy tên thì mình đếm nè, cột 1 nè, cột 2 nè. Như vậy mình muốn lấy tên ra thì mình tương ứng mình đếm 1, 2. Như vậy mình lấy tên ra nó là cột 2 thì mình phải 2, tức là cái cột thứ hai ở trong bảng dữ liệu tìm kiếm. Rồi phải, thì mình muốn tìm kiếm chính xác á, là font tương ứng với là 0, tìm kiếm gần đúng là true tương ứng với 1, hoặc là mình gõ font hoặc true vào cũng được. Ở đây mình cần tìm kiếm chính xác, các em gõ vào phải 0 cho thầy, đóng ngoặc lại, enter. Tương ứng với GV ở đây thì nó là giáo viên ha, các em copy công thức xuống. Rồi, tương ứng với HT là hiệu trưởng nè, tương ứng với HB cha đây á là hiệu phó. Như vậy á, khi mà mình nhấp vào công thức á, thì ở dòng 4 thì A4 nó chạy, nhưng mà cái địa chỉ cố định trong bảng tìm kiếm khi mà mình đã dùng địa chỉ tuyệt đối mình nhấn F4 rồi thì nó không có chạy nữa, cứ A3 và B15 thôi. Rồi thầy nhắc lại ha, là cái hàm VLOOKUP là tìm kiếm dữ liệu theo cột. Đầu tiên là mình cắt ký tự cái dữ liệu cần tìm kiếm là cắt hai ký tự đầu của thằng mã số, rồi mình so sánh với cái bảng dữ liệu phía dưới. Thì các em quét khối từ A3 cho tới B15, các em nhấn F4 cố định cái địa chỉ nó lại. Rồi các em mới đếm là sao, nếu như tìm thấy thì mình sẽ xuất ra dữ liệu là cột thứ hai, thì mình đếm 1, 2, mình cần xuất là tên chức vụ thì nó là cột 2, thì mình điền vô là số 2, là mình lấy dữ liệu của cái cột thứ hai nó ra. Rồi phải,
Mình tìm kiếm chính xác thì mình điền là 0, tìm kiếm mà gần đúng thì tìm 1, mình đóng ngoặc lại, mình enter. À, đó là tìm kiếm theo theo cột. Tìm kiếm dữ liệu theo cột. Câu thứ hai là tính cột bậc lương nếu biết biết rằng là hai ký tự cuối của mã số. Hai ký tự cuối mã số. Như vậy, hai ký tự cuối của mã số á là mình dùng, mình cắt bên phải là dùng hàm gì các em? Right. Phẩy 2 đóng ngoặc lại. Rồi, như vậy nó vẫn trả về cho mình là một chuỗi. Và mình muốn đổi chuỗi thành số thì mình phải lồng vào cái hàm gì các em? Qua gì? Qua liêu ha. Mình lồng lại. Đó. Ví dụ 05 nó trở thành 5. Các em sẽ sử dụng cái hàm value để biến cái chuỗi thành số. Chúng ta sẽ làm cái bài cái câu tờ số 3. Mình chèn thêm cột phụ cấp. Rồi, đầu tiên là mình chèn thêm cột phụ cấp. Nếu là hiệu trưởng thì phụ cấp là 600.000, hiệu phó 550 và giáo viên là 450. Thì đầu tiên các em sẽ chèn thêm cái cột phụ cấp vào. Các em vẽ khung lại. Rồi mình sẽ tính vào cột phụ cấp. Cột phụ cấp được tính như sau. Nếu là HT là mã, cái mã của giáo viên đó là HT thì 600, HB là 550, ngược lại là giáo viên là 450. Như vậy nó có 3 điều kiện thì mình có 2 dòng if mình lồng vào nhau. Đầu tiên, rồi mình đánh vô là bằng nè, nếu như hai ký tự đầu của mã số, tức là mình sẽ lép nè, hai ký tự đầu của A3 phải 2 nè, nếu mà nó bằng trong cái chuỗi là HT. Nếu điều kiện này đúng thì mình phụ cấp là 600.000. Nếu điều kiện sai thì giả ví dụ mình cho 0 vô đi. 0. Rồi. Vậy mình copy công thức xuống. Mình thấy là ở đây là HT nè, mình được 600. Những trường hợp còn lại mình chưa xét. Thế vậy những trường hợp còn lại nó là GV hoặc là HB. Thì như vậy mình tiếp tục, mình phải lồng vào một cái hàm if tiếp tục. Là nếu như nó là HB thì là phụ cấp là 550.000. Còn ngược lại nó là giáo viên rồi GV đó thì nó là 450.000. À, GV thì 450, HT là 600, còn HB là 550. HT 600, HB 550, GV là 450.
Như vậy là mình có 3 điều kiện thì mình có 2 dòng if mình lồng vào nhau. Nếu như left nó là HT thì phụ cấp là 600.000. Ngược lại thì mình xét thêm một điều kiện if tiếp. If nó cắt hai cái tự là HB là 550, ngược lại là 450.000, ngược lại thì nó chỉ là GV thôi. Câu thứ tư, chèn thêm cột thực lãnh. Thực lãnh thì bằng là lương căn bản nhân bậc lương cộng phụ cấp. Thì các em thêm một cái cột thực lãnh cho thầy. Thực lãnh thì thực lãnh nó sẽ bằng lương cơ bản nhân cho bậc lương cộng cho phụ cấp. Thực lãnh là bằng lương cơ bản nhân bậc lương cộng phụ cấp. Chúng ta tính thực lãnh cao nhất thì các em sử dụng hàm max bằng max. Các em quét khối. Từ G3 tới G9 ha. Em đóng ngoặc Enter. Thì chúng ta ra được là 3.1 là thực lãnh cao nhất. Là chúng ta dùng hàm max. Ta đi tính là tổng số giáo viên thì ở đây ta có là 1, 2, 3, 4, 5 giáo viên. Tức là chúng ta đi đếm cái số giáo viên. Thì để mà đếm hàm giáo viên á, thì chúng ta sử dụng hàm khao if. Hàm khao là đếm, khao if là đếm có điều kiện. Rồi, các em bằng nè, đánh vào cho thầy là khao if mở ngoặc ra. Đầu tiên là các em sẽ đưa cái dữ liệu cần đếm, là mình đếm chỗ cái cột chức vụ này nè, mình quét khối từ C3 cho đến C9. Rồi các em phải mình đưa điều kiện vào, điều kiện là giáo viên, đóng ngoặc lại, enter, thì các em sẽ đếm được 5 giáo viên ha. Các em dùng khao if C3 tới C9 phải điều kiện là giáo viên vào là nó sẽ đi đếm số giáo viên. Thì kết quả chúng ta ra là được là 5. Chúng ta đã giải quyết xong cái bài tập thứ 14. Các em làm bài tập vào trên máy tính.